cái cách để mà anh biết tới anh em là anh biết qua Facebook hay là anh biết qua Zalo hay là anh biết qua ai giới thiệu? Xem YouTube. À, thường anh vẫn xem YouTube à? Thế thì tại vì sao thì chắc là nếu như anh mà tham khảo thì anh cũng tham khảo qua nhiều bên nữa. Thì là tại vì sao anh lại lựa chọn được cái dịch vụ ở bên em? Căn bản cái này là dịch vụ sau bán hàng. Dạ vâng. Chắc cái dịch vụ sau bán hàng thôi. Lúc mà mua thì chắc giá cả thì bên nào cũng như nhau thôi. Dạ vâng. Thế cái dịch vụ sau bán hàng thì quan trọng là thế. Dạ vâng. Vâng. Thế cái này cũng là hàng Nhật thì là mình chuyên thì không có thể làm được. Dạ vâng. Vâng đúng rồi. Anh cho em hỏi thêm chút là trong cái quá trình mà tư vấn cũng như là vừa rồi hai anh em giao hàng đấy, thì anh thấy là có những điểm nào tốt và cũng như là có những điểm nào chưa tốt để bọn em có thể là phát huy và cũng như là cải thiện hơn. À, dạ vâng. Dạ vâng, em cảm ơn anh nhé. Dạ. Dạ vâng. Tôi có khả năng. Đúng rồi. Vâng.